Rồi xin chào các bác nhé. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh Sài Gòn. Tôi vừa ra đây kiểm tra xe thì thấy con i10 màu xanh này ngoài nắng thì nhìn nó khá là nổi bật. Bây giờ trời nó vừa dịu chuẩn bị mưa rồi các bác. Chứ hồi nãy là trời nó nắng chói chang, nó ánh lên cái màu xanh rất là đẹp. Thì những khách hàng nào chúng ta thích những cái màu nổi bật như thế này thì chúng ta có thể quan tâm và liên hệ với tôi theo cái số ở trong video nhé. Đây là cái màu chính hãng nhé, xuất xưởng từ nhà máy nó đã có cái màu này rồi chứ không phải là sơn lại đâu. Và đây là phiên bản số tự động hatchback, phiên bản đầy đủ option nhất, là phiên bản cao nhất đấy. Thì do là phiên bản đầy đủ option cho nên là trang bị từ bên trong ra bên ngoài và những cái hệ thống an toàn nó đầy đủ nhất. Và đây cũng là con xe có kích thước lớn nhất phân khúc hàng A. Hàng 2 của nó là rộng vô địch đấy các bác. Một số con xe mà B sub hạng B chưa chắc có cái hàng 2 rộng được như con này. Do là khóa cửa rồi không mở rồi không chia sẻ nội thất cho các bác. Màu này cũng rất là đẹp ha. Con xe này hiện tại trong tháng 6 này các bác sẽ được giảm giá 25 triệu đồng nếu mua tại Hyundai Trường Chinh. Thì giá niêm yết của nó là 435, ta giảm 25 là còn 410. Đó là giá xuất hóa đơn chưa lăn bánh. Lăn bánh thì tùy theo hộ khẩu ở các tỉnh thành khác nhau thì giá lăn bánh nó sẽ khác nhau nha. Bây giờ tôi sẽ tạm tính cho các bác, nếu như hộ khẩu ở Sài Gòn thì con xe này là lăn bánh tầm 465 triệu đã bao gồm bảo hiểm vật chất 1 năm. Còn nếu lăn bánh ở tỉnh thì khoảng loanh quanh 450 triệu đồng. Có thể chênh lệch chút xíu nha. Đó là giá lăn bánh đã bao gồm bảo hiểm 2 chiều đấy. Còn trả góp thì nếu ở tỉnh thì các bác trả trước khoảng 100 triệu thôi. Ở Sài Gòn thì trả trước 120 triệu là lấy được con xe này về. Và nếu trả góp trong vòng 8 năm thì hàng tháng các bác sẽ trả loanh quanh 6 triệu. Lãi suất theo dư nợ giảm dần, các bác có quyền tất toán bất cứ lúc nào. Về cái ngân hàng, về cái lãi suất đó thì các bác cứ trao đổi trực tiếp với tôi, thì tùy theo cái nguồn thu chúng ta sẽ làm được với hồ sơ ở các ngân hàng khác nhau. Nếu nguồn thu chúng ta tốt thì chúng ta sẽ vay được ở các ngân hàng có lãi suất tốt hơn. Còn nếu chứng minh của chúng ta về nguồn thu không rõ ràng, chúng ta vẫn vay được, nhưng mà chúng ta sẽ vay được ở các cái ngân hàng có lãi suất cao hơn chút xíu, thì tùy theo nguồn thu thôi. Miễn là đừng nợ xấu là chúng ta vay được hết. Là cá nhân, là doanh nghiệp hay là hộ kinh doanh cá thể, chúng ta đều có thể vay được hết nhé. Đấy, video này chỉ chia sẻ ngắn ngắn vậy thôi. Còn các bác cần thông tin chi tiết hơn thì các bác có liên hệ trực tiếp nhé. Hoặc là các bác xem các video trước đây tôi đã giới thiệu rất kỹ rồi về con xe này. Video này chỉ quay giới thiệu về màu sắc, giá cả, chương trình trả góp các thứ thôi. Cảm ơn các bác rất nhiều.